có tin cụ bà 91 tuổi qua đời, sau đó đột ngột sống lại giữa đám tang. Khi đang tiến hành tang lễ, cụ bà 91 tuổi đột ngột ngồi dậy làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Ngày 20 tháng 2 năm 1964, bà Li Kit, 91 tuổi, sống ở Hồng Kông, Trung Quốc đột ngột tỉnh dậy sau khi được cho là đã qua đời 24 tiếng. Trong lúc mọi người đang cầu kinh theo nghi lễ Phật giáo cho bà đến miền Cực Lạc thì cụ bà đột ngột ngồi dậy trên giường. Sự việc làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Mới đây, tờ SCMP đã đăng tải lại câu chuyện này. Bà Li Kit tỉnh dậy từ cõi chết, đang được điều trị. Bà được cho qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 1964. Những người bạn của bà trong y viện đã chuẩn bị tang lễ thì bà đột ngột ngồi dậy 24 tiếng sau đó. Thông tin đăng trên tờ SCMP hồi năm 1964. Điều gì xảy ra trong khi bà được cho là đã qua đời thu hút sự chú ý của mọi người? Tôi mơ hồ thấy mình được dẫn dắt bởi lính gác của Diêm Vương, một người cầm đầu bò và người kia cầm đầu ngựa. Nhưng sau đó, họ chở tôi về và tôi tỉnh dậy. Bà kể lại, sau khi qua đời, bà được mặc trang phục dành cho người chết theo phong cách truyền thống. Trong lúc tang lễ đang bắt đầu thì tay và chân trái của bà cử động. Hiện tượng này tiếp tục xuất hiện sau đó. Một nghi cô vào phòng, nhìn thấy Li Kit đã ngồi dậy. Sự việc kỳ lạ và khó giải thích xảy ra làm cho những người có mặt ở lễ tang vô cùng sửng sốt và hoang mang. Ngay lập tức, giấy chứng tử của bà Li Kit bị hủy bỏ và việc đào mộ được tạm dừng. Nhiều người đã mang quà, tiền, quần áo và đồ ăn đến tặng bà Li Kit sau khi sự việc kỳ lạ xảy ra. Bà Li Kit cũng xuất hiện trên nhiều tờ báo để kể lại những gì mình đã trải qua. Tuy vậy, tới ngày 2 tháng 3 năm 1964, bà Li Kit lại qua đời. Lần này, mọi người thay nhau túc trực để phòng bà sống lại, nhưng điều kỳ lạ không xảy ra nữa. Tại Trung Quốc cũng không hiếm những trường hợp người đã chết đột ngột tỉnh dậy. Hồi năm 2012, cụ bà Li Siêu Feng khiến cư dân xung quanh và mọi người ở khắp nơi xôn xao khi bà tỉnh dậy sau 6 ngày nằm trong quan tài. Trước đó, bà được người hàng xóm phát hiện trong tình trạng không cử động, ngừng thở trên giường sau khi bị ngã, chấn thương tại nhà riêng ở Quảng Tây Trung Quốc. Lại mãi mà bà Liu Xip Heng không dậy, người hàng xóm cho rằng cụ bà đã qua đời. Cụ bà được đặt trong quan tài để người thân, hàng xóm và bạn bè đến viếng. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi lễ an táng diễn ra, những người hàng xóm hãi hùng khi nhìn thấy trong quan tài không có ai và phát hiện cụ bà đã thức dậy và đang nấu ăn trong bếp. Chia sẻ về những gì đã xảy ra, cụ bà kể, tôi đã ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đói và muốn nấu gì đó để ăn. Tôi đã đẩy nắp quan tài một lúc lâu để trèo ra ngoài. Các chuyên gia cho rằng, bà Liu Siêu Feng đã trải qua chết lâm sàng. Mặc dù, người đó không còn thở nhưng cơ thể vẫn ấm. May mắn truyền thống địa phương là giữ quan tài nhiều ngày trong nhà thì bà Liu Xip Heng mới có thể sống lại. Nếu như nghi lễ chôn cất đã diễn ra thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Theo SCMP Daily Mail,